Good morning, thân chào các bạn thân mến. Hôm nay xin giới thiệu với các bạn khu cảng biển Harbour Docklands, thành phố Melbourne vào xuân. Các bạn thân mến, khi các bạn đi từ Melbourne Central qua các trung tâm đại lộ Collins Street và đi cuối đường, thì nơi đây là nơi cảng biển Harbour Docklands các bạn. Thân mến, đây là một cái khu trung tâm cảng biển mới thành lập trong thập kỷ vừa qua. Đây là những nơi quy tụ những du thuyền của tất cả các đại gia Úc và các nhà chính trị gia. Vào cuối tuần, người ta có thể đến những chiếc du thuyền cá nhân này dạo chung quanh dòng sông Yarra và cửa biển Phillip. Đó là một điều tuyệt vời các bạn ạ. Các bạn thân mến, mùa xuân thành phố Melbourne đã về và không khí rất bắt đầu ấm áp và những lá cây rất là xanh tươi. Bên cạnh đó, những tòa nhà, những biệt thự cao ngất trời ở vùng cảng biển này rất là sầm uất và quy mô các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy đây là cảng biển Harbour Docklands với những tòa nhà nguy nga và cao ngất và những cái chiếc du thuyền và các đại gia cuối tuần ngày nghỉ người ta đến đây để đi thưởng ngoạn chung quanh dòng sông Yarra để ngắm thành phố Melbourne cũng như đi ra cảng biển của thành phố Phillip để tận hưởng không khí trời mây của biển thật là tuyệt vời các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy thành phố Melbourne, khu cảng biển rất sầm uất và tiếp tục xây dựng. Nơi đây quy tụ của những căn hộ cao cấp rất là đắt tiền các bạn nhé. Có những căn hộ từ 1,5 triệu đến 2 triệu ở khu vực này. Bởi vì khi ở khu vực này nhìn ra cảng biển rất là mát và không khí rất trong lành, đó là điều tuyệt vời các bạn ạ. Bên cạnh đây các bạn thấy có một sân đá banh rất là tuyệt vời, đó là Macwell Stadium, và sân đá banh này có mái vòm che chung quanh khi các cầu thủ thi đấu các bạn ạ. Nếu trời mưa thì sân tự động đóng kín ở trên và các cầu thủ tiếp tục thi đấu. Ngược lại, nếu trời nóng quá thì các mái vòm này cũng tự động đóng lại để bảo đảm được cái độ ẩm an toàn cho các cầu thủ thi đấu. Đó là một điều tuyệt vời của sân vận động có tầm cỡ quốc tế như thế này, phải không các bạn? Các bạn nhìn thấy đây là những chiếc du thuyền bên cạnh những cái lâu đài rất là đồ sộ và sầm uất của những cái khu rất sang trọng các bạn. Các bạn nhìn thấy vào cuối tuần có nhiều gia đình người ta sẽ ngồi trên những chiếc du thuyền này và uống cà phê dạo quanh sông Yarra thành phố Melbourne để thưởng ngoạn. Đó là điều tuyệt vời phải không các bạn? Các bạn thân mến, Melbourne có nền kinh tế đa dạng, có thế mạnh tài chính, nghiên cứu công nghệ, giáo dục, dịch vụ, nơi quy tụ nhiều tập đoàn lớn trên thế giới và nước Úc. Melbourne có cảng biển lớn nhất Úc, mỗi năm có hơn 75 tỷ đô la xuất nhập khẩu và thương mại. Đồng thời, Melbourne có sân bay quốc tế Tullamarine là rất nổi tiếng, đón đưa rất nhiều khách du lịch đến thành phố Melbourne. Melbourne là trung tâm tài chính quan trọng. 2017 thế giới xếp hạng thành phố Melbourne là thành phố tài chính thứ 21 trên thế giới và được đánh giá là 41 trên 50 thành phố tài chính hàng đầu của thế giới được khảo sát bởi Masterworld Wide Index. Các bạn nhìn thấy những cái building dạng hình sóng này phù hợp với cảng biển. Đó là một cái kiến trúc sư đã vẽ nên những mô hình này rất tuyệt vời.
Melbourne là trung tâm công nghiệp thương mại lớn tự động hóa CSL là trung tâm công nghệ sinh học hàng đầu trên thế giới với doanh thu 19,8 tỷ đô la Úc mỗi năm. Các bạn thân mến, vào một buổi chủ nhật đẹp trời, các bạn đi dạo chung quanh cảng biển này, các bạn thấy những chiếc du thuyền rất là bắt mắt và rất giá trị. Ngành du lịch ở Úc rất quan trọng, đặc biệt là ở Melbourne, chiếm gần 16 tỷ đô la Úc mỗi năm. Các di tích văn hóa ở quảng trường liên bang Queen Victoria Market, Casino Crown, Melbourne Zoo, bảo tàng cung triển lãm Hoàng gia Anh. Melbourne được xếp là thành phố tốt trên thế giới. Giao thông Melbourne rất hiện đại và khoa học với những tàu điện ngầm vào trung tâm thành phố Melbourne dưới mặt đất với hệ thống xe tram rất đặc biệt nối liền trung tâm thành phố các bạn ạ. Và điều nữa là xe tram chạy bằng điện và xe tram của thành phố Melbourne được thành lập thiết kế năm 1920 chạy đường ray bằng sắt cùng vào đường với xe hơi. Ngoài ra còn có hệ thống xe bus nối liền với khu vực với nhau, hệ thống cảng thành phố Melbourne rất sầm uất và hiện đại. Các bạn nhìn thấy trong ngày chủ nhật thì tất cả các nhà doanh nghiệp người ta rảnh rỗi dạo quanh các khu cảng biển này và người ta sẽ dùng du thuyền cá nhân để đi dạo các nơi của sông Yarra và nhìn ngắm thành phố Melbourne. Các bạn thấy bên cạnh thành phố Melbourne ở đây là những cái tòa nhà building rất cao và có một cái sân bay đá banh rất hiện đại vòng bao chung quanh trên tầng cao của cái máy vòm các bạn ạ. Melbourne có nhiều trung tâm văn hóa nghệ thuật và là thành phố có nhiều tác phẩm nghệ thuật về hình ảnh Úc rất trân trọng âm nhạc trường phái lãng mạn, đặc biệt âm nhạc về trường phái miền quê Úc Châu. Melbourne còn gọi là lễ hội độc đáo. Lễ hội Mamba của thành phố Melbourne gọi là Mamba Festival Melbourne được tổ chức chung quanh dòng sông Yarra vào cuối tháng 3, ngày lễ hội cho các gia đình quay quần bên nhau. Lễ hội này được bắt đầu từ lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Liên bang Úc năm 1951. Lễ hội kéo dài 15 ngày với những bắn pháo hoa, đua thuyền xe, hòa nhạc và lễ hội hóa trang bên sông. Đặc biệt những lễ hội này có thi hình ảnh người có gắn cánh chim, số lượng người đến thưởng ngoạn rất đông. Đây là lễ hội đa văn hóa được cộng đồng hưởng ứng rất mạnh. Các bạn thân mến, trước mắt các bạn đây là những cái tòa building cao tầng hình dạng sóng với kiểu thiết kế mới của các kiến trúc sư nhìn ra cửa biển. Đây là một ý tưởng tuyệt vời các bạn ạ. Các bạn thấy xe kia là một chiếc du thuyền rất hiện đại của những đại gia khi người ta chọn nơi đây là điểm dừng. Và những ngày cuối tuần thì sau thời gian làm việc thì các nhà thương gia và các nhà doanh nghiệp người ta dùng những chiếc du thuyền dạo quanh cửa biển Phillip, thành phố Melbourne rất tuyệt vời và hiện đại các bạn ạ. Người Úc có một cái thích thú cuối tuần là có những cái chuyến du lịch ở tiểu bang hoặc đi xuyên bang. Đây là những cái điều rất là đặc biệt nét văn hóa du lịch của người dân Úc các bạn ạ. Lễ hội Royal Melbourne Show mở cửa hàng năm từ 23 tháng 9 đến 3 tháng 10 trong suốt 11 ngày, bao gồm các lĩnh vực hoạt động các nông trại farm ở Úc về biểu diễn các con vật, bò, cừu và các người sản xuất bác trò chơi. Có nghĩa là trong những lễ hội Royal Melbourne Show có những nông gia ở Úc người ta mang những sản phẩm về để biểu diễn, đặc biệt có những loài thú vật như cừu, bò, gà, dê vân vân, rất đặc biệt các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy buổi sáng các du thuyền rất tầm cỡ, những du thuyền này rất đắt tiền và quý phái của giới quý tộc thượng lưu
nhà giàu ở Úc các bạn nhé. Khi ở đây thì người ta đã có những cái quy tụ rất tuyệt vời. Đặc biệt lễ hội này, chương trình nông trại đối với loài vật thú vật như bò, cừu, gà, vịt được bày ở đây để cho các em nhỏ có dịp tiếp xúc với các thú vật và tạo ấn tượng tốt với các động vật, nhằm giáo dục các em yêu thương động vật và khám phá thiên nhiên. Nông trại Úc. Nông trại Úc, các em có thể tham gia trực tiếp vắt sữa bò, cạo lông cừu hoặc tiếp xúc với các thú vật ưa thích, dễ làm quen, hoặc cho chúng ăn. Tạo các địa điểm như Farmhouse, Animal Farm ra. Đặc biệt có nhiều gian hàng ẩm thực độc đáo của người địa phương mà chúng ta có thể thưởng thức. Và mỗi tối đều có bắn pháo hoa trên nền trời và có chương trình âm nhạc. Ngoài ra, các trò chơi trẻ em ở các trò chơi cho người lớn như Sky rơi tự do từ tháp cao 23 m. Đặc biệt thành phố Mỹ Bình vào xuân cũng như lúc bình thường có một hệ thống xe tram miễn phí gọi là xe cò tram. Các bạn được ngồi trên những chiếc xe tram này dạo chung quanh thành phố Mỹ Bình và điểm dừng tại tất cả các cái điểm rất là tuyệt vời. Nếu các bạn muốn dừng lại và các bạn bắt bộ thì đó là điều tuyệt vời quá không các bạn. Trước mắt các bạn đây là cảng biển Harbor Docklands, nơi rất trù phú và sầm uất vừa xây dựng cách đây khoảng 15 năm trở về. Và nơi đây quy tụ những kiến trúc rất độc đáo tầm cỡ thế giới, với những tòa nhà rất kiên cố và hiện đại, không có những cái nét văn hóa xưa tập trung tại khu này các bạn ạ. Trước mắt các bạn đây là một cái du thuyền rất là quy mô và giá trị của đại gia Úc đang ở trước mặt các bạn, rất là tuyệt vời các bạn ạ. Ngày nay đặc biệt khách du lịch lên xuống bất cứ trạm xe nào và cuối bất cứ các bạn đều muốn dừng lại để tham quan, vẫn không tốn tiền khi các bạn đi xe chạy quanh thành phố Melbourne các bạn nhé. Hệ thống giao thông Melbourne từ vùng văn vào thành phố bằng xe lửa, xe train cũng chạy điện vào Melbourne Central. Sau đó hệ thống xe train sẽ lưu thông từ trung tâm thành phố về các hướng đông, tây, nam, bắc của trung tâm thành phố Melbourne. Và các hệ thống xe bus nối liền các địa phương với nhau, thật là một tiện ích cho việc di chuyển nếu bạn biết cách sử dụng của hệ thống công cộng, rất ít tốn tiền các bạn ạ. Một chiếc xe tram vừa có tính cách lịch sử lâu đời đối với thành phố Melbourne, một cách thân thiện môi trường, đưa bao nhiêu khách lượng đến đây để du lịch, đó là một tuyệt vời cho thành phố mến khách và thân thiện, đó là thành phố Melbourne. Các bạn thấy trước mắt cảng biển này có một cái sân đá banh rất hiện đại và chung quanh đây là những cái tòa nhà cao tầng xây dựng rất là hiện đại của thập niên 15 năm trở lại đây các bạn ạ. Các bạn thấy một chiếc du thuyền này phải nói là quá độc đáo các bạn. Thành phố Melbourne có nhiều tuyến tàu ngầm metro xuyên suốt dưới mặt đất đi qua các ga Parliament House, Melbourne Central Platform và các ga chính Blinder Street. Các tuyến xe tram công cộng mạng lưới xuyên suốt cả thành phố rất tiện lợi di chuyển và các tuyến xe buýt. Đặc biệt thành phố quan tâm đến đường đi xe đạp chung quanh thành phố các bạn nhé. Các bạn thân mến, Melbourne còn có những cái cuộc thi đấu thể dục thể thao rất là đặc biệt, đó là thi đấu bóng bầu dục football, cũng là ngày nghỉ của tiểu bang. Và đặc biệt có những khu ẩm thực Á Châu Chinatown, nơi quy tụ các nhà hàng Á Châu, người ta đến đây rất đông, đặc biệt là người Úc rất thích thú những món ăn của người Á Châu chúng. Ngày nay vào những đầu tháng 11, Melbourne Cup là ngày đua ngựa của nước Úc, rất được người dân hưởng ứng và ngày này được nghỉ lễ một ngày để đi xem đua ngựa các bạn ạ. Các bạn thân mến, đây là những cái building cao tầng với những cái dáng kiến trúc rất đặc biệt, mẫu sóng hình biển
là một cái nét rất độc đáo của những kiến trúc sư người ta đã thiết kế, thật là tuyệt vời. Các bạn thân mến, thành phố Melbourne được thành lập năm 1835, là trung tâm tài chính lớn của Úc và khu vực châu Á Thái Bình Dương. Những tòa nhà cổ xưa được thiết kế theo hình mẫu Victoria ở châu Âu. Các bạn thấy đây là một chiếc du thuyền rất hiện đại và rất là quy mô của những đại gia của Úc đã đậu ở đây các bạn ạ. Các bạn thấy, nhìn thấy phong cảnh rất hữu tình, trong mát và với những cái tòa nhà cao tầng ở khu vực này. Chính vì thế những cái căn hộ cao cấp những khu vực này rất đắc địa các bạn ạ. So với những căn hộ ở đây trung bình giá từ 1 triệu đô la trở lên các bạn nhé. Đây là những căn hộ rất đắt tiền và sang trọng, nhìn ra cảng biển, đó là rất tuyệt vời các bạn ạ. Thành phố Melbourne nằm cạnh Vịnh Phillip, bao công bởi dòng sông Yarra xinh đẹp. Thành phố Melbourne có những quảng trường liên bang, nhà ga Blinder, Thủy Tinh Cung, trung tâm hội nghị triển lãm, tòa nhà quốc hội, thư viện, cung triển lãm hoàng gia, viện bảo tàng và Melbourne Zoo. Đó là những di tích văn hóa rất đặc biệt của thành phố Melbourne các bạn ạ. Ngoài ra, Đại học Melbourne cũng là một trong những đại học nổi tiếng, cùng có những đại học như Amity Swinburne, Đại học Deakin, La Trobe, vân vân. Và đặc biệt Melbourne có một tháp rất cao tên là Erika, cao nhất thành phố Melbourne. Nơi đó các bạn có thể đứng trên tầng cao nhìn chung quanh thành phố Melbourne, rất là tuyệt vời. Các bạn thân mến, cho đến bây giờ Trinh Lim cũng đã cung cấp cho các bạn những hình ảnh rất là tuyệt vời trong một thành phố rất thanh bình và yên tĩnh và hiện đại ở Nam Bán Cầu xứ chuột túi kangaroo, làm những cái nét văn hóa rất là thư giãn của người Úc cuối tuần trong mùa xuân các bạn ạ. Đây là những cái nét văn hóa rất đặc biệt của người Úc thưởng ngoạn trên những chiếc du thuyền này. Đó là một niềm vui của cuối tuần của những người sau giờ làm việc. Các bạn thân mến, Tri Lim xin thân chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip sắp tới. From Tri Lim, Melbourne, Australia, chúc các bạn một ngày bình an và hạnh phúc bên người thân của mình. Trân trọng thân chào các bạn.